tế và lực lượng tại chỗ thực hiện cứu hộ cứu nạn. Bộ Y tế vừa cấp phép hoạt động cho Bệnh viện Phụ sản Thiện An tại Hà Nội chuyên điều trị vô sinh hiếm muộn. Bệnh viện được đầu tư các trang thiết bị hiện đại với 6 dịch vụ chính là khám, tư vấn sức khỏe sinh sản, điều trị vô sinh.